Trong tập trước của Lựa Chọn Số Phận, có nhiều điều bố nói đúng ạ. Con cần phải có trách nhiệm với cơ ngơi mà bố đã gây dựng nên. Con sẽ cố gắng hết mình ạ. Bố luôn tin tưởng vào con. Người vợ muốn cậu sửa lại sớm hơn, có phải không? Anh hỏi với mục đích gì? Đừng vì lời ra tiếng vào mà tự ái, đánh mất đi nhiệt huyết ý chí của mình. Tất cả chúng ta sẽ đến nhà Xuân Tình ngay bây giờ. Tôi đang linh cảm sẽ có nhiều phát sinh phức tạp với chị Xuân. Nhưng mà quy định... Để không có những phán quyết sai lầm, anh muốn tìm hiểu rõ sự việc. Nếu bây giờ xảy ra chuyện ly hôn thì cả cái căn nhà này phải chia cho nó một nửa. Nếu ra tòa công khai tài sản, người ta sẽ nghĩ con tham mô tham nhũng, rồi ai còn dám bổ nhiệm con nữa. Anh Tình, anh rất hối hận về hành động và cái tính nóng nảy của mình. Cái đám luật sư và thẩm phán này chuyên suy nguyên dục bị, chỉ để ăn tiền thôi. Chị cẩn thận cái lừa này. Anh đang có 2 căn hộ cho thuê, sang tên cho em một cái nhá. Cô bị điên à? Bao nhiêu lần em với anh ân ái mặn nồng, em đều lưu cả trong này. Cô nói gì? Hả? Mày định đe dọa tao à? Mày muốn chết tao cho mày chết. Chết đi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ cắn rơm cắn cỏ mẹ lấy con. Con còn phủi tay lúc này. Nó có mệnh hệ nào thì mẹ chết mất tội Xuân ơi. Con cầu xin các vị thần linh, thổ địa, thổ công, cao quân, thổ thần, các vị thần khai quang cho khu vực này. Con xin giả tiên tiền cổ. Tôi xin ông Tống Khôn Thác Thiên hãy phù hộ độ trì cho con trai chúng ta được tai qua nạn khỏi, cho nó được con nhanh chóng về mặt trở về. Xin hãy phù hộ độ trì cho con trai con. Bà ơi, bố mẹ con về à? Bà không biết, đi lên học đi con, để bà xem. Bao giờ bố con khỏi ốm? Bin cứ phải học thật giỏi vào thì bố sẽ khỏi ốm nhanh nhá. Chị là vợ, tôi nói để chị chuẩn bị tâm lý. Về hình thức, chúng tôi đã khâu nối được phần dương vật bị cắt rời. Còn về nội dung thì khả năng phục hồi chỉ còn khoảng 40 đến 50%, vì dây thần kinh bị tổn thương. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Tôi trực ngay phòng bên cạnh, có gì chị gọi tôi nhé. Vâng ạ. Chị vào với anh ấy đi. Mẹ xin lỗi con. Mẹ cắn rơm cắn cỏ mẹ lấy con. Con phủi tay lúc này, nó có mệnh hệ nào thì mẹ chết mất tội Xuân ơi.